Và sau đây là những phần tin đá châu thưa quý vị. Biểu tình nổ ra ở Iran sau khi hàng ngàn nữ sinh bị nghi là đầu độc. Nhóm phụ huynh đã tụ tập bên ngoài trụ sở giáo dục ở của Iran ở tại thành phố Tehran vào ngày hôm qua để phản đối việc hàng trăm nữ sinh phải bị nhập viện do bị nghi là đầu độc. Reuters đưa tin, Bộ y tế của Iran cho biết các nữ sinh có thể bị đầu độc nhẹ, trong khi các chính trị gia cho rằng vụ tấn công có thể đến từ những người phản đối cho phụ nữ đi học. Hiện nay chưa có kết luận chính thức và hàng trăm nữ sinh đã bị bệnh trong nhiều tháng qua. Trong khi đó, bộ trưởng nội vụ của Iran nói rằng điều tra viên đang phân tích các mẫu khả nghi để xác định nguyên nhân khiến cho hàng trăm nữ sinh bị bệnh. Những nữ sinh mắc bệnh đã trải dài hơn 30 trường học ở trên cả nước. Video ở trên mạng xã hội cho thấy nhiều phụ huynh đã đến trường đón con về nhà, còn nhiều em được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu. Cơ quan nhân quyền Liên hiệp quốc kêu gọi một cuộc điều tra ở Iran. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ và Đức cũng bày tỏ lo ngại về vụ việc. Tehran nói rằng họ đang điều tra và bác bỏ những phản ứng vội vàng từ phía nước ngoài. Các vụ đầu độc xảy ra vài tháng sau khi biểu tình lan rộng tại Iran sau cái chết của cô gái Masha Amini, 22 tuổi. Cô đã nhập viện và qua đời vào ngày 16 tháng 9 sau khi bị cảnh sát đạo đức bắt giữ bởi vì không đeo khăn trùng đầu đúng cách. Các vị ngoại trưởng trong nhóm các quốc gia bộ tứ bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ lên án hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng của Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tuyên bố cho biết như sau, chúng tôi công nhận rằng hòa bình và an ninh trong khu vực hàng hải là nền tảng cho sự phát triển, thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp của các vị ngoại trưởng của các nước bộ tứ bao gồm Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ tại New Delhi vào ngày 5 tháng 3. Tuyên bố cũng nhấn mạnh tới việc tuân thủ luật pháp quốc tế như được phản ánh trong Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển để đối phó với những thách thức đối với tật trật tự hàng hải dựa trên luật lệ bao gồm cả ở Biển Đông và Biển Hoa Đông các quốc gia nói trên trong những năm qua đã phản đối việc quân sự hóa các khu vực tranh chấp ở biển đông và biển hoa đông bộ tứ bao gồm hoa kỳ nhật bản australia và ấn độ đã thành lập nhằm ứng phó với ảnh hưởng ngày càng gia tăng của trung quốc trong khu vực châu á thái bình dương các nước trong nhóm bộ tứ nhấn mạnh rằng họ không phải là liên minh quân sự mà hợp tác trong các lĩnh vực như là an ninh cứu trợ thảm họa trong khi đó trung quốc cho rằng bộ tứ này là phương tiện bá quyền của Hoa Kỳ. Tờ báo South China Morning Post cho biết, chính phủ Bồ Đào Nha dự kiến chấm dứt chương trình cấp thị thực liên quan đến đầu tư. Thông báo được đưa ra hồi tháng trước này là một nỗ lực để nhằm giải quyết vấn đề giá nhà ở đang tăng vọt ở tại Bồ Đào Nha, khiến cho cộng đồng người nước ngoài phải lo lắng. Nhiều người bao gồm có cả những cư dân Hồng Kông giàu có ở nước ngoài đã đến cơ quan cấp thị thực của Bồ Đào Nha để hỏi về chương trình thị thực dành cho người có thông hành ngoài Liên minh Âu Châu. Một số người hy vọng có thể đẩy nhanh quá trình xin thị thực. Chương trình cấp thị thực và thông hành để đổi lấy các khoản đầu tư đáng kể đã được một số quốc gia áp dụng từ năm 2012. Mục đích thu hút đầu tư nước ngoài và giúp các quốc gia này vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính. Theo Cơ quan Nhập cư và Biên giới của Bồ Đào Nha cho biết, Mọi người có thể xin thị thực vàng bằng cách chuyển 1.5 triệu euro vào quốc gia này thông qua việc tạo ra ít nhất là 10 việc làm hoặc là mua một tài sản trị giá ít nhất là 500.000 euro. Những người ghi danh thành công chỉ cần sống 7 ngày ở Bồ Đào Nha trong năm đầu tiên và 14 ngày trở lên trong những năm tiếp theo. Họ cũng được miễn thị thực khi đi qua khu vực Schengen. Người được cấp thị thực sẽ có đủ điều kiện để nhận thông hành Bồ Đào Nha sau 5 năm nếu họ vượt qua bài kiểm tra ngôn ngữ cơ bản. Ước tính 11.630 giấy phép cư trú đã được trao dựa trên chương trình này, mang lại gần 6.8 tỷ euro tiền đầu tư cho Bồ Đào Nha. Gần một nửa số giấy phép cư trú được cấp cho công dân của Trung Quốc, tiếp theo là người dân Brazil và người dân Hoa Kỳ. Cộng sản Bắc Hàn muốn Liên Hiệp Quốc yêu cầu Hoa Kỳ và Nam Hàn chấm dứt tập trận. Đài KCNA đưa tin, Bắc Hàn vào hôm 5 tháng 3 đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc yêu cầu Hoa Kỳ và Nam Hàn ngay lập tức ngừng các cuộc tập trận quân sự chung vì, theo Bắc Hàn cho hay, hoạt động này đang làm căng thẳng và có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát. Theo tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bắc Hàn, phụ trách về các tổ chức quốc tế đó là ông Kim Song yeon được đài KCNA đăng tải, thì các cuộc tập trận và lời phát biểu của Hoa Kỳ cùng với các quốc gia đồng minh đang làm gia tăng mức độ căng thẳng một cách vô trách nhiệm. Ông ta cho biết thêm, điều đáng tiếc là Liên Hiệp Quốc đã liên tục im lặng trước các cuộc tập trận có bản chất gây hấn rõ ràng. Lời tuyên bố của ông này được đưa ra sau khi các viên chức của Hoa Kỳ và Nam Hàn vào hôm 3 tháng 3 cho hay hai quốc gia này sẽ thực hiện hơn 10 ngày tập trận chung với quy mô lớn vào tháng 3, bao gồm cả tập trận trên bộ. Hoa Kỳ và Nam Hàn nói rằng các cuộc tập trận này là để tự vệ và cần thiết để chống lại các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các chương trình vũ khí nguyên tử cũng như hỏa tiễn đạn đạo của Cộng sản Bắc Hàn. Đoàn xe của tướng Thái Lan đã bị trúng bom khiến cho hai người thiệt mạng. Hai sĩ quan gỡ bom mìn đã bị thiệt mạng và một người khác bị thương nặng trong một vụ đánh bom ở ven đường xảy ra ở huyện Sisakon thuộc về tỉnh Narathiwat, nằm về miền nam của Thái Lan. Theo Bangkok Post đưa tin, Vụ nổ xảy ra vào ngày 4 tháng 3 trên một con đường địa phương ở tại làng Aikasaemu số 6. Ông Suparek Chamroenusit là phó giám đốc điều tra ở tại đồn cảnh sát của Sri Nakhon cho biết. Cuộc tấn công nói trên nhắm vào đoàn xe quân sự của Thiếu tướng Paisan Nusang là phó tư lệnh quân khu 4 của Thái Lan. Vụ nổ gây ra một vết nứt sâu khoảng chừng 1 mét và rộng 2 mét. Các mảnh bom được tìm thấy rải rác ở trên đường. Các nhà chức trách đã tìm thấy một chiếc Toyota Fortuner bị hỏng nặng nằm ở cách khe nứt nêu trên khoảng chừng 30 mét. Chiếc xe bị lật, hai sĩ quan bị thiệt mạng và thi thể của họ bị mắc kẹt ở trong đống đồ nát. Một binh sĩ khác bị thương nặng và cũng bị mắc kẹt ở bên trong. Tin đến từ Tokyo cho hay, Thủ tướng Nhật Bản là ông Fumio Kishida đang phải đối mặt với nhiều ý kiến chỉ trích sau khi Đảng Tự do Dân Chủ gọi tắt là LDP đương quyền đề nghị giảm nợ sinh viên cho những người có con nhỏ theo chính sách được một ủy ban nghiên cứu của đảng ldp công bố thì những người có con sẽ được giảm thậm chí có cơ hội được miễn hoàn toàn khoản nợ về đại học chính phủ nhật bản sẽ phát hành một trái phiếu giáo dục đặc biệt để có tiền thực thi về chính sách này tuy vậy chính sách đã vấp phải sự phản đối của các nghị sĩ của phe đối lập và một số người tại nhật bản cả trên nghị trường lẫn trên mạng xã hội Họ cho biết như sau, việc giảm nợ sinh viên và việc một người có con hay không có con hoàn toàn khác nhau. Một nghị sĩ đối lập có tên là Noriko Ishigaki đặt câu hỏi cho ông Kishida trong một phiên họp của Thượng viện Nhật Bản vào hôm 4 tháng 3. Chính sách này yêu cầu sinh con để được giảm nợ đại học. Đây là điều tồi tệ, là biện pháp chưa từng có để đối phó với tỷ lệ sinh sản thấp tại nước Nhật. Điều này giống như nói rằng hãy trả tiền bằng thân thể của bạn. Hãy đẻ con nếu muốn giảm nợ. Việc sinh con có thể gây nguy hiểm tới mạng sống của con người. Một người dùng Twitter đã viết như trên. Tuy vậy, cựu Bộ trưởng Giáo dục Văn hóa và Thể thao Khoa học cũng như Công nghệ Nhật Bản là Masiko Shibayama, đứng đầu Ủy ban nghiên cứu về chính sách nói trên của đảng LDP đã lên tiếng bảo vệ cho đề nghị này. Trong một bài viết trên Twitter, ông khẳng định Đề án này đang bị hiểu lầm và sẽ áp dụng cho cả hai giới tính. Philippines phát hiện ra hàng chục tàu của Trung Quốc gần đảo tranh chấp. Thông tấn Reuters dẫn lại nguồn thông báo của tuần duyên Philippines ngày hôm qua cho biết, lực lượng này đã phát hiện ra có một tàu hải quân Trung Quốc, một tàu hải cảnh Trung Quốc cùng với hàng chục tàu dân quân xung quanh đảo Thị Tứ ở biển Đông. Đây là hòn đảo thuộc về quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng đang bị Philippines chiếm đóng trái phép. Theo đó, 42 tàu được cho là tàu của dân quân Trung Quốc đã được phát hiện ở gần đảo Thị Tứ. Trong lúc đó, một tàu của Hải quân Trung Quốc và tàu hải cảnh của Trung Quốc cũng đang làng vàng ở vùng biển xung quanh. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không phản ứng trước thông tin này. Hiện nay, lực lượng Philippines có khoảng 400 người ở trên đảo Thị Tứ, bao gồm có nhân viên quân sự và lực lượng thực thi pháp luật. Các chuyên gia nhận định, đầu tàu đánh cá và hải cảnh của Trung Quốc có vai trò trung tâm trong tham vọng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Các tàu này liên tục duy trì sự hiện diện, làm phức tạp các hoạt động đánh bắt cá và khai thác năng lượng của các quốc gia ven biển khác. Tổng thống Philippines ông Marcos Jr. hai tuần trước đã tuyên bố rằng Philippines sẽ không mất đi dù chỉ 1cm lãnh thổ trong bối cảnh Đông Nam Á phản đối các hoạt động hung hăng của Trung Quốc ở trên biển. Vào tháng trước, ông Marcos đã triệu tập đại sứ Trung Quốc ở tại Philippines để phản đối về cường độ và tần suất liên quan đến các hành động của Trung Quốc ở tại Biển Đông. Trung Quốc gia tăng ngân sách quốc phòng lên tới 7.2% vào năm 2023 và duy trì đà tăng chi tiêu cho quân sự, mặc dù họ thiết lập mục tiêu tổng sản phẩm quốc nội tăng là 5%. Ngân sách mà Trung Quốc sẽ chi cho các hoạt động quân sự trong năm 2023 sẽ là hơn 1.500 tỷ nhân dân tệ, tức là gần 225 tỷ Mỹ Kim. Theo báo cáo tài chính của chính phủ được công bố trong phiên khai mạc kỳ họp quốc hội ở Bắc Kinh vào ngày hôm nay, với mức chi tiêu này, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc duy trì đà gia tăng trong nhiều năm liên tiếp. Hồi năm ngoái, Trung Quốc đã tăng 7.1% ngân sách quốc phòng lên tới mức 1.450 tỷ nhân dân tệ. Đến năm 2021 thì ngân sách này là 1.360 tỷ nhân dân tệ. Còn một năm trước đó là 1.270.000 tỷ nhân dân tệ. Các lực lượng vũ trang cần phải gia tăng huấn luyện quân sự và mức độ sẵn sàng chiến đấu trên mọi phương diện, Phát triển định hướng chiến lược quân sự mới, dành nhiều nguồn lực cho việc huấn luyện trong điều kiện sát thực tế chiến đấu. Ông Lý Khắc Cường là thủ tướng của Trung Quốc đã phát biểu như trên khi đọc báo cáo công tác của chính phủ tại kỳ họp Quốc hội. Ông ta cho biết rằng, quốc phòng và quân đội của Trung Quốc trong 5 năm qua đã đạt được nhiều thành quả và sự thay đổi to lớn. Ông ta đánh giá quân đội Trung Quốc đã đưa các kế hoạch hiện đại hóa, cứng rắn và linh hoạt hoàn thành nhiều nhiệm vụ liên quan tới biên giới, hàng hải, chống khủng bố và duy trì sự ổn định. Ông ta cũng nhấn mạnh tới nguyên tắc một Trung Quốc, trong đó xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Đến đây, kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam.